các hình ảnh vệ tinh do vệ tinh Masa ngày 8 tháng 4 và hãng thông tấn AFP công bố ngày 10 tháng 4 cho thấy Nga đang điều động quân lực ở miền đông Ukraine. Theo tính toán của đài CNN Mỹ, đoàn xe này dài khoảng 13 km, ngắn hơn so với đoàn xe quân sự dài 64 km đã tiến về Kiev hồi tháng trước. Tình báo quốc phòng Anh trước đó cho biết Nga đang tập trung các lực lượng và chuẩn bị tấn công mạnh hơn vào Kharkov nằm ngoài biên giới. Theo đánh giá của tình báo Mỹ, Nga dường như đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự lớn từ Izium đến thành phố Dnipro, nơi được xem như chốt chặn mở ra đường tiến vào các thành phố khác của vùng Donbass. Bộ Quốc phòng Nga trước đó tuyên bố sẽ tập trung vào mặt trận phía đông, hỗ trợ quân ly khai Ukraine mở rộng lãnh thổ.